buổi xưa nhau, nàng đã nói trọn lời yêu thương ta, thì ta cũng hứa là sẽ với nàng. Chàng, chàng có thấy thật lòng không? Chàng hứa thật lòng mà. Chàng có yêu em thật lòng không? Ta yêu nàng thật lòng mà. Chàng nói thật đó. Tại vì chàng cứ nói với chàng yêu Thiếp thật lòng, mà chàng nhớ nha, nói với Thiếp có gì thay đổi không sao, mà nói trước mặt thần thánh thì thay đổi là hậu quả nặng lắm nha. Được rồi, vậy thì nàng cũng hứa là sẽ yêu ta, không có dối gạt ta nè. Dạ, trong đêm nay Thiếp sẽ yêu chàng say đắm, Thiếp xin thề có chùa một chứ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.